Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều mua hai trái sầu riêng để cho anh Hun thử thôi. Ăn thử sầu riêng nó sẽ như thế nào nha. Thơm hay là thúi nha. Thử thử xem. Được rồi bà. Thơm hay thúi? Hàng chua. Hàng gì chua? Thơm hay thúi? Thơm. Thơm. Chua chua, có thể ăn được nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Kiều để mái nè, có đẹp không? Anh ơi, đẹp không? Hả? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Không. Không. Dám nói không. Không thì bé. Yeah. Kiều phấn xin. Đẹp không? Đẹp. 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 Không để mái thì nó đẹp. Bây giờ Kiều sẽ chẻ cái trái sầu riêng này cho mọi người xem nha. Hồi nãy là Kiều mua, Kiều chẻ thử xem cái trái sầu riêng này có ngon không, mà ai ngờ ngon thiệt mọi người ơi, muối bự 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 không à. Bây giờ Kiều sẽ chẻ cái muối thứ hai này, cái trái thứ hai này cho mọi người xem nha. Cái trái này nó muối bự không à, để coi cái trái này muối có bự không nha. Ông này thì ổng không biết xẻ sầu riêng đâu mọi người ơi, tại vì người Hàn có biết ăn cái trái này đâu mà biết xẻ. Đưa cho ổng xẻ chắc banh tành hết. Cái này là sẽ như là sẽ trái dừa vậy. Nó có cái mắt hết trơn nè, chỉ cần sẽ theo mắt nó nên nó tách ra là được. Chú xin hè, chú xin hè. Chú xin hè. Chú xin hè. Thơm hay thúi? Thơm. Thơm. Thơm chì. Phải có phà. Quá thơm. Mùm mùm. Không biết người Hàn hả? Không biết người Hàn hay là người Việt nữa. Oh. Wow, trái này cũng ngon luôn. Ikoto Master. Mọi người ơi, nhìn cái muối của nó nè mọi người. Oh, Ikobota Thomas. Nhìn muối nó nhìn ngon ghê chưa? Rồi nữa có. Để coi thử cái nửa trái này nó có ngon nữa không nha. Thầy này đều có muối hết luôn. Muối bự ghê lắm mọi người. Ở đây có, có. Ở đây có. Ừ. Thấy có. Ừ. Không tròn gì. Không tròn gì chứ. À, ai u. Wow. Oh my god, cái muối này cũng bự dữ thằng. Ủa, khó. Ủa, non master. Yogi. Muối này cũng ngon luôn. Trời ơi, muối bự bự không á mọi người. Cái này là sầu riêng ghi sáo nè mọi người ơi. Sầu riêng ghi sáo á. Nay cho anh Hun ăn lồi lỗ mũi luôn. Wow. Yogi master. Trời ơi, toàn là muối ngon ngon không à. Anh chưa mua. Chị cô mua, anh chơi một cô muốn ăn dữ lắm rồi nè, trời là trời thiệt á, tội nghiệp dễ sợ. Lần đầu tiên ăn đó mọi người ơi, lần đầu tiên ăn sầu riêng luôn á, ghi sáo rồi. Một cô bà masuke một cô ăn thử rồi coi thơm hay là thúi. Hửi như là cái gì. Thế bông ta ra. 달아, 진짜 먹어봐, 봐봐, 너무 달아. 우와, 케이크보다 더 맛있다. 오, 케이크 단 거 그거 맛있어. 와, 엄청 맛있다. Mời mọi người ăn với hai vợ chồng Kiều nha. Trời ơi, chưa cho ăn. Xin mời mọi người ha, chị. À, xin mời mọi người. Xin mời mọi người nha. Trời ơi, thiệt á, ngon ngon không à. Wow. Wow. Maestro. Ghi sáo mà, ngon lắm. Không mệt đâu. Không biết người Hàn hay người Việt nữa. Ăn cái máy. 지금까지 먹은 두리안 중에 제일 맛있어. 진 맛있어? 아이고. Thường người Hàn ta nghe mùi là người ta chảy mắt ghép à. Cha nội này anh cháu ăn như đúng rồi. 두리안 많이 먹어봤는데 오빠도 두리안 먹었어. 근데 그 중에 이게 제일 맛있어. 와, 이렇게 다른 거 처음 봤어. 그래요? 이거
tôi đi ăn đi sáu đi cả đi dục đi dục đi dục ở đi dục đi cả bộ bộ thông mà tại cái thôn mà số đi six đi six là miền cái thế mà xin nữa thế mà số thật chả nhưng mà mặt thôi là tốt xa thường á là chả đi công tác ở bên Thái Lan á mọi người cũng có sầu riêng như vậy nè nhưng mà cái bánh mà có mùi chỉ sầu riêng thôi chứ chưa ăn cái trực tiếp cái sầu riêng như vậy phái phái oh my god wow ô lạ trời thiệt á yeah. ăn như đúng rồi luôn ghê thiệt wow là phải có phần đây ờ chín xin thêm một thôi chín xin thêm người ta sầu riêng là người ta ăn từng miếng nó phải thưởng thức gia vị chín xin thêm một cô như thế kê cha cha cho rôm một cô he chị cô chả hạm như là quân đội á gà mà mà như thế kê á ai cô chín cha Hàn Quốc sao làm anh nhỉ wow để hăng sơn tôi chơi một cô Hàn Quốc sao làm bố mua một tô mang hai chuồng hạm tô mang quấn lê quê cúc quê cúc sa đam tôi đi ăn bôi miệng thiệt có nhiều người không biết ăn á mọi người ăn không được không phải là người ta điệu hay là gì đâu mà tại là người ta nghe cái mùi chịu không được á người nào ăn được á thì khen ngon còn người nào ăn không được thì nói thúi mùi giống như mùi cứt gà sáp mà mùi thơm chết nói mùi cứt gà sáp kiểu y cơ cho ăn một một cô hai miệng nem tung nem xem ở muỗng ngon vậy. Để tôi đi ăn đi. Hôm bữa nén đông hago, như thế 먹으면 냄새 더 안 나. 맞지? 이건 냄새 맛있어. 맛있는 냄새 나. ngon dễ sợ. 맛있죠? 맛있어. 저 chả ăn ngon cả, chả ăn ngon miệng ghê cho mọi người. Wow, muối bự bự không luôn nè. Muối bự bự mà nó dạng nghế luôn nè. Cái này mà nấu chè hay nè mình nấu chè này kia rồi bỏ vô ha mọi người. Ngon ghê luôn á. Thơm nồng nàn sương gió lần đầu tiên mà ăn như đúng rồi. Chôm một cô hai mình thôi. Cũng trong chảnh một cô gạch thật à. Ngon thế. Coi tròn chả ăn thử chả có chảy mắt dép như người ta không ai ngờ ăn như đúng rồi đi cùng một cô bà hôm em hút thì opa thả lên sa lam chưa rồi tôi mang khai chinh chu bông tao opa thơm mạnh đi một cô mua xu mua xu rồi sợ anh cha nội này luôn cái gì cũng ăn được mắm mà ăn còn được nuốt chi sầu riêng đúng không mọi người chưa cô te bật ngon quá. Ngon. Ice cream 같아. 이거 chè 넣으면 더 맛있어. 제? 제 만들어 한데 넣으면 향기 좀 맛있으니까. 향기 아이스크림 향기. 아이스크림. 아이스크림 좀 맛있어. 큰 거 먹어. 맛있죠? 너무 맛있다. Trời cái hột lép mọi người ơi. Y cơ si ổn trong chắc à. Quên lê. Ri sáo à nhà bô thông tu đi ăn ha mẹ ơn. Si ổn trong kho. À si kho. Ô ba bạch chi. Si kho. Quên lê đi dục ha mẹ ơn. Y cơ si chắc à. À si chắc à. Y cơ mạnh đồ sơ. Wow, xinh đẹp. Ổn trong tê tăn nè. Cô tê bắc. Chính chà tê bắc dạ. Trời ơi cái muối nó bự. Ôi ôi. Trời ơi, cái muối nó bự nè, trời ơi, là trời. Cái nó mua khói rồi, mà tôi kê một cô, ấy cô. Thôi được á. Ấy, anh Phi Dung nghe. Ăn cái muối đó mà còn á, để anh phụ nữa. Đây, cái này mà còn mình, hốc xì, ổn thức đấy. Cái cô, mà xịn nâng tê, mà anh đi một cô, mình một mê tức luôn. Cái này đúng là ngon thiệt nhưng mà ăn nhiều á là cơ thể nóng đúng không mọi người? Ăn nhiều là cơ thể nóng à.
chấn chỉnh thêm một cô ấy gồm thơ hắn kèm một cô tôi tệ còn bà thơ hắn kèm một cô thơ hắn kèm chá cưng hàm mơn một cô trung bún hè mà anh em một cô mơn nè yên khô phi nào khô phi nào mà ốm cho mà anh nà ốm cho mà anh em một cô mơn 얼마 양을 모르겠어 얼마나 먹을 수 있는지 또 깨 먹으면 코피 나지 다 흘리죠 아야 다 흘리죠 맞다 여기 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 없어 시 엄청 작아 얼마나 더 간데 시 커 시 작아서 이거 키우면 안 크겠다 이거 이거 지금 한국에서 두리안 못 키우는 거 엄청 힘들어 나중에 겨울 하면 더 힘들어서 겨울에 오빠가 안 놔줘야지 아이고 두리안 키우는 거 엄청 힘들다고 지금 시작하면 언제 과인 생거하면 다 약서 아 약으로 써, 약으로 만들어? 꽃 센 거 한 명도 약 써. 꽃마다 마다 약 넣어. 애기 키우는 거 더 힘들어. 아, 진짜? chồng sầu riêng này đâu phải muốn chồng là dễ đâu mọi người. Chá ăn chá phái, chá muốn đem về quê chồng. Trời là trời, tới mùa đông nó đóng tiết cho chết hết trơn. Chồng sầu riêng này phải năng niu, nó giống như năng niu trứng từ khi mà trồng cây con cho đến khi mà nó ra bông là phải năng niu cái bông của nó, phải chăm, phải bỏ thuốc, phải dưỡng, phải tá lả từ lưa hết trơn. Đâu phải dễ đâu, trồng là khó lắm, khiếu nó còn nở mùa đâu rồi. Chú cùng một cô, mà anh em một cô mèo phi nào. Phải ăn hoài luôn. Ăn sầu riêng này đúng là ngon thiệt, nhưng mà ăn ít thì không sao, còn ăn nhiều quá là người nó nóng lắm, ngày mai là chảy máu mũi thì đừng có than nha ông nội. Có phi nào miền san chứ có chưa nè, chảy máu ngày mai chảy máu mũi thì đừng có mà đỡ thừa tôi vậy nghe nè. Phi khúc phi nào qua hai miền chinh chu tem vô nè hai chị mà la cú à chút ngon thiệt á. 여기까지만 먹어야지 그럼. 응? 여기까지 먹어야지. 맞아. 너무 맛있어. 와 아이스크림 같아. 부드러워. 아이고 아이스크림보다 이거 더 맛있어. 더 맛있어. 부드러워. 향기 좀 있지. 엄청 맛있어. 맛있네. 여기서 많이 먹구나. 이건 대가. có hộp nó có chút xíu à. Cái này mình bỏ vô chè Thái là ngon lắm đúng không mọi người? Chè Thái này kia là chè trái cây này nọ rồi đó. Để đây có. Nhưng đông xin lò miền ổ rèo rèo bố chị chị. Không, nhưng đông hắn sẽ hết rồi. Hết rồi ăn cái xin bố mình thấy ta. Mà hết rồi. Trời ơi, cái ông nội này ông thèm ăn ngon cái chả kêu là còn dư á không, còn dư cái bỏ vô tủ lạnh nang tông, bỏ vô tủ lạnh đông nước đá mọi người. Mỗi ngày ăn cục ăn cục. Chúc cũng một cô. Tớ một cô. Ai copy na chứ. Mà sao á, copy na. Một cô xịp bên đây, muốn ăn dữ lắm nhưng mà sợ máu mũi chảy. Mà cô hâm mong nên cô biết nào qua mình chính chú tên môn này là cô hâm mong nên tất lý hẹp. Mà xin đừng có một cô hâm mong nên mà anh em cô biết nào chính chú tên môn này anh thế. 1, 2, 3, 4, 6 kì. 1, 2, 3, 4, 똑같아. 똑같아 뭐. Thì mọi người ơi, cái chương trình ăn sầu riêng của hai vợ chồng Kiều đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái kênh video của Kiều nha. Nhìn gì ông nội? Nhìn gì ai mà nói cho được? Ý cơ kê sốc bò mèo tức kê mà nè. Ý cơ bò chú xèo. Nếu mà mọi người yêu thích hai vợ chồng Kiều á, hãy đăng ký kênh, like, share, comment để ủng hộ và có thể xem tiếp cái video mới tiếp theo nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye.